Các bạn đang nghe truyện gia tộc cuộc khởi từ làm gia gia bắt đầu trên kênh TV Audio CV. Chương 619, Biến Hóa, 1 Luyện binh cần có binh giáp Trước Tết, ta đã gửi thư cho hàng thừa, một thời gian nữa hắn sẽ sắp xếp một nhóm công tượng đến đây. Chu Nhân, đến lúc đó ngươi phụ trách việc bố trí cho họ. Dương Chính Sơn nhìn Chu Nhân đang đứng bên cạnh. Hạ quan tuân lệnh. Chu Nhân tiến lên một bước, nghiêm nghị nhận lệnh trèn binh giáp cũng cần có sắc. Ta sẽ xin đô đốc phủ cấp cho một ít. Hàng phi, lúc đó ngươi sẽ phụ trách việc đối ứng. Dương Chính Sơn tiếp tục dặn dò. Rõ, Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Tạ Uyên, việc đồng điền và xây dựng nhà cửa giao cho ngươi phụ trách, không vấn đề gì chứ, không vấn đề gì. Tạ Uyên cười đáp. Ở An Nguyên Thành, những việc này đã do hắn phụ trách, giờ tiếp tục đảm nhận cũng coi như quen việc tống đại sơn ngươi phụ trách việc phòng thủ và luyện binh rõ còn các ngươi dương chính sơn nhìn ô trọng triết dương minh chí lạc phi vũ và dương minh trấn hai bên đều cần các ngươi phối hợp hơn nữa các ngươi còn phải giám sát các thiên hộ sở ta không muốn sau này còn có kẻ nào trong đó lên mặt làm càn dương minh hạo ngươi là trấn phủ việc giám sát các thiên hộ sở ngươi phải đảm nhận tốt nhất là bắt vài tên điển hình để răng đe dương chính sơn tuyệt đối không cho phép nội bộ có kẻ nào gây rối hắc hắc, đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ giám sát chặt chẽ bọn chúng. Dương Minh Hạo cười đáp. Hắn nói, bọn chúng, chính là những quan viên cũ của vệ ti nha môn và các phó thiên hộ, bách hộ đã từng nhậm chức ở Đằng Long tiền vệ. Tốt lắm. Dương Chính Sơn hài lòng gật đầu, chư vị, tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau dốc sức làm việc. Cuộc họp kết thúc, Đằng Long vệ, vệ ti nha môn gần như được tái lập, rốt cuộc cũng bắt đầu vận hành sau một tháng trước Tết, mặc dù vệ ti nha môn vẫn thiếu nhân lực, nhưng cũng đã vận hành bình thường. Ngay hôm đó, Dương Chính Sơn Đích Thân viết một công văn xin cấp sắc, phái người gửi đến Kinh Đô. Đằng Long vệ trực thuộc Trung quân Đô Đốc Phủ, có lợi cũng có hại. Lợi ích là bên trên chỉ có một cơ quan là Trung quân Đô Đốc Phủ, không cần ứng phó với sự giám sát từ các cơ quan khác, hơn nữa Trung quân Đô Đốc Phủ ở xa tận Kinh Đô, trời cao hoàng đế xa, Dương Chính Sơn có nhiều quyền tự chủ hơn trong nhiều việc. Còn bất lợi là Trung quân Đô Đốc Phủ ở xa Kinh Đô, gửi một công văn cũng mất hơn 10 ngày, những việc Dương Chính Sơn không thể tự quyết hoặc cần Trung quân Đô Đốc Phủ phối hợp sẽ tốn thời gian hơn. Bên này chưa xin được sắc, An Nguyên Thành đã gửi hơn 100 công tượng đến. Những công tượng mà hàng thừa chọn đều là những người giỏi nhất trong ti thủ bị An Nguyên Thành, đều là những lão sư phụ đã cùng Dương Chính Sơn thiết lập dây chuyền sản xuất binh giáp. Tất nhiên, hàng thừa cũng không thể bỏ qua công vụ của ti thủ bị, chỉ lo giúp Dương Chính Sơn. Thực tế, ti thủ bị hiện tại căn bản không cần nhiều công tượng như vậy. Khi Dương Chính Sơn rời An Nguyên Thành, ti thủ bị đã dự trữ không ít binh giáp, dù Dương Chính Sơn mang đi binh giáp của 500 tướng sĩ, hàng thừa cũng có thể dựa vào số binh giáp trong kho để trang bị lại cho một doanh thủ bị mới. Sự xuất hiện của hơn 100 công tượng khiến Chu Nhân bận rộn. Ăn uống, Sinh hoạt của những công tượng này đều do hắn chịu trách nhiệm, còn phải sắp xếp người xây dựng các cơ sở vật chất cho xưởng rèn. May mắn là chu nhân rất quen thuộc với những việc này, mặc dù bận rộn nhưng vẫn làm đâu ra đấy. Ngày rằm tháng Giêng, La Chân gửi đến 200 con trâu từ Trọng Sơn Quan. Từ khi chinh phạt Đông Hải Hồ tộc đại thắng năm ngoái, trâu bò của Trọng Sơn Trấn đã có phần dư thừa, mặc dù đã qua hơn nửa năm, nhưng nhiều nơi ở Trọng Sơn Trấn vẫn còn tích trữ một số lượng lớn. Dù sau đó cũng là hàng chục vạn con trâu bò, chỉ riêng việc vận chuyển ra khỏi trọng sơn trấn cũng tốn khá nhiều thời gian. Hiện tại, giá trâu bò và ngựa chiến ở trọng sơn trấn vẫn còn rẻ, mua trâu ở đó tuyệt đối không lỗ. 200 con trâu này chỉ là lô đầu tiên, Dương Chính Sơn đã đặt tổng cộng 800 con, mấy ngày tới sẽ lần lượt đến nơi. Với những con trâu này được đưa đến các thiên hộ sở và trang đồn, các quân hộ của Đằng Long vệ lại một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa hiện tại và trước đây. Đồng thời, sự thừa nhận và tôn trọng của họ đối với Dương Chính Sơn, vị chỉ huy sứ mới này và các quan viên của vệ Ti Nha Môn cũng tăng lên. Thay đổi là từ trên xuống dưới, lòng người là từng chút tích lũy. Ngày 22 tháng Giêng, Dương Chính Sơn cuối cùng cũng nhận được phê duyệt từ Trung quân đô đốc phủ, cho phép Đằng Long vệ rèn binh giáp, trang bị cho tướng sĩ đồng thời trung quân đô đốc phủ điều một lô sắt từ trọng sơn trấn cấp cho đằng long vệ ngày tám tháng hai lô sắt đầu tiên được vận chuyển từ trọng sơn trấn đến đằng long vệ lúc này trọng sơn trấn đã thay máu tổng binh mới của trọng sơn trấn là cựu phó tổng binh kế phi ngữ phó tổng binh mới của trọng sơn trấn là cựu tham tướng của kim châu vệ trung lộ mấy vị du kích tướng quân của trấn tiêu doanh lần lượt được thăng làm tham tướng còn các tham tướng khác thì tương tự như vương bân bị điều khỏi trọng sơn trấn, nhậm chức phó tổng binh của các biên trấn khác. Tuy nhiên, trong số các tham tướng, người có chức quan tốt nhất sau khi thăng chức chính là Vương Bân, dù sao Bắc Nguyên Trấn là một đại biên trấn, làm phó tổng binh ở đó vẫn tốt hơn ở các biên trấn khác. Trọng Sơn Trấn thay máu tầng lớp lãnh đạo, nhưng nhân vật chủ chốt nhất là tuần phủ Trọng Sơn Trấn Lục Sùng Đức vẫn không thay đổi. Theo lý mà nói, tuần phủ nên ở trên tổng binh, nhưng trước đây lương trữ là hầu gia siêu phẩm, nên lục sùng đức và hắn phân công rõ ràng một người quản quân sự một người quản chính sự thời chiến một người chỉ huy chiến trường một người bảo đảm hậu cần hai người phối hợp rất tốt hiện tại kế phi ngữ lên làm tổng binh hắn không phải hôn quý nên tự nhiên cũng bị lục sùng đức áp chế vì vậy hiện tại trọng sơn trấn thực chất là lục sùng đức nắm giữ toàn cục năng lực của lục sùng đức không cần phải bàn việc hắn nắm giữ toàn cục trọng sơn trấn cũng có lợi cho dương chính sơn mặc dù hiện tại dương chính sơn đã rời trọng sơn trấn nhưng không có nghĩa là hắn không còn quan hệ gì với nơi đó hắn xuất thân từ trọng sơn trấn trên người hắn mang dấu ấn của trọng sơn trấn hơn nữa dương thị còn nhiều tử đệ ở trọng sơn trấn vì vậy dương chính sơn ở trọng sơn trấn vẫn có thể dựa vào mặt mũi mặc dù dương chính sơn và lục sùng đức chưa từng gặp mặt nhưng lục sùng đức chắc chắn sẽ nể mặt dương chính sơn vài phần dù sao chiến công mà dương chính sơn lập được lục sùng đức cũng hưởng ké. Cũng chính vì mối quan hệ nể mặt này, Trọng Sơn Trấn mới phối hợp vận chuyển sắt đến đằng long vệ như vậy. Có sắt, xưởng rèn của vệ ti nha môn cũng có thể hoạt động. Tháng 2 ở Liêu Đông, thời tiết đã dần ấm lại, ba ngày đã có thể xây nhà, trước tiên là những quân hộ có nhà bị sập do tuyết đè hồi năm ngoái. Nam lĩnh đồn Dương Chính Sơn lại dẫn theo tùy tùng đến tiểu đồn này. Hạ quan trương hổ bái kiến đại nhân, Dương Chính Sơn vừa vào đồn, Trương Hổ đã toàn thân lấm lem bùn đất chạy đến. "Ừm." Dương Chính Sơn gật đầu, nhìn vào trong đồn. Lúc này trong đồn có không ít quân hộ đang bận rộn xây nhà, nam nữ già trẻ cùng nhau làm việc, trông rất náo nhiệt. Hắn nhảy xuống ngựa, hỏi tùy ý: "Đã chuẩn bị xong hết chưa, bẩm đại nhân?" "Mọi thứ đã sẵn sàng, hôm nay chính thức khởi công." Trương Hổ cười đáp. Dương Chính Sơn vẻ mặt bình tĩnh, bản vẽ quy hoạch của các ngươi đâu trương hổ lập tức lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đại nhân đây là bản vẽ quy hoạch của nam lĩnh đồn chúng ta chỉ là một bản phát thảo đơn giản trên đó vẽ từng dãy nhà từng cái sân đã xây dựng lại toàn bộ dương chính sơn tất nhiên không muốn thiên hộ sở và thôn bảo sau này vẫn lộn xộn như trước quy hoạch tổng thể chắc chắn là không thể thiếu dương chính sơn tùy ý liếc nhìn bản vẽ quy hoạch khẽ gật đầu cũng không tệ chúng ta phải đảm bảo đường trong thôn thông suốt, nhưng cũng phải đảm bảo thôn bảo có một mức độ phòng thủ nhất định, thôn bảo như Nam Lĩnh Đồn không cần xây tường bao, nhưng không xây tường bao không có nghĩa là không thể bao quanh toàn bộ thôn. Hơn 30 hộ gia đình, nhà cửa xếp thẳng hàng, lấy nhà ở và tường sân làm tường bao, sau đó biệt các lối khác, cuối cùng chỉ để lại bốn lối ra ở Đông Tây Nam Bắc. Thôn bảo nên có dáng vẻ của thôn bảo, không thể thật sự giống như một ngôi làng dương chính sơn đi vào trong đồn các quân hộ đang bận rộn lần lượt chắp tay hành lễ với hắn bái kiến đại nhân bái kiến đại nhân ừm mọi người cứ bận rộn đi không cần để ý đến ta dương chính sơn ôn hòa đáp lại so với lần trước hắn đến các quân hộ của nam lĩnh đồn đã có sự thay đổi rõ rệt nụ cười trên mặt họ nhiều hơn tinh thần cũng tốt hơn sắc mặt không còn vàng vọt thêm phần hồng hào trên người mỗi người dường như đều toát lên sức sống mới ngay cả giọng nói cũng trở nên trong trẻo hơn nhiều lần trước hắn đến mặc dù những quân hộ này cũng hành lễ với hắn nhưng từng người một đều im lặng dường như ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng là một điều xa xỉ sự thay đổi này không nghi ngờ gì là tốt đẹp cũng là điều mà dương chính sơn mong muốn nhất xem xong việc xây nhà của các quân hộ dương chính sơn lại quan tâm đến vụ xuân của họ nông cụ và trâu cày ở đây của các ngươi không có vấn đề gì chứ đại nhân yên tâm trâu cày hiện tại đều rất tốt mọi người đều rất trân trọng trâu mà nha môn tặng không tiếc lấy lương thực trong nhà ra để nuôi nụ cười trên mặt trương hổ cũng rạng rỡ đối với quân hộ và nông hộ trâu cày còn quan trọng hơn cả một tráng đinh không phải nói mạng người không bằng trâu mà là trâu cày có sự hỗ trợ rất lớn đối với nông nghiệp còn hạt giống thì sao dương chính sơn tiếp tục hỏi hạt giống của chúng ta đều là lương mới năm ngoái vẫn được bảo quản rất tốt trương hổ đáp dương chính sơn gật đầu lại đi dạo một vòng trong đồn không phát hiện vấn đề gì mới dẫn theo tùy tùng rời đi rời nam lĩnh đồn hắn lại đến mấy thiên hộ sở và thôn bảo xung quanh vệ thành để xem xét tình hình nhìn chung hắn khá hài lòng với tình hình hiện tại của đằng long vệ mặc dù nền tảng của các quân hộ hơi yếu nhưng được cái là những quân hộ này khá nghe lời chỉ cần cho họ một chút lợi ích họ sẽ một lòng một dạ đi theo ngươi làm việc hơn nữa sau khi được phát lương và trâu cày hiện tại lại bắt đầu xây nhà các quân hộ tất nhiên là cảm kích dương chính sơn vì vậy bây giờ họ làm việc đều rất tận tâm tận lực chiều tối dương chính sơn trở về vệ thành lúc này trong viện của dương gia không ít hạ nhân đang bận rộn thu dọn đồ đạc khi dương chính sơn trở về tiểu viện vừa vặn nhìn thấy minh thành thu dọn đến đâu rồi Dương Minh Thành nghe thấy giọng hắn, vội vàng đặt đồ trong tay xuống, chạy đến nói: "Cha, đã gần xong rồi, ngày mai có thể xuất phát." Dương Chính Sơn khẽ gật đầu: "Đi, theo ta vào thư phòng nói chuyện một lát." Nói xong, hai người đi vào thư phòng của tiểu viện. Hai người vừa vào thư phòng, Thanh Hà đã pha một ấm trà mang lên. Dương Chính Sơn cầm trà uống một ngụm, nói: "Lần này ngươi đi kinh đô, ta có hai việc muốn giao cho ngươi làm." "Cha, người cứ nói." dương minh thành cầm chén trà nghiêm túc nói dương chính sơn tiếp tục việc đầu tiên là đi thăm tiểu muội của ngươi ta cứ không yên tâm về nó trước đây khi dương vân tuyết còn ở nhà hắn cũng không lo lắng nhưng từ khi gã đi đặc biệt là sau khi đến kinh đô hắn thường xuyên nhớ mong sợ rằng tiểu nha đầu ở kinh đô không sống tốt rõ ràng không phải con gái ruột nhưng trái tim của người cha già này vẫn không thể yên ổn cũng không thể trách dương chính sơn làm sao dù sao Dương Vân Tuyết cũng coi như là nữ nhi hắn nuôi lớn. Nuôi từ năm 10 tuổi đến 16 tuổi, nuôi một tiểu nha đầu trở thành một thiếu nữ trưởng thành, không phải con gái ruột cũng hơn cả con gái ruột rồi. "Cha, ta biết rồi, ta sẽ đi thăm tiểu muội." Trong lòng Dương Minh Thành cũng nhớ đến tiểu muội, cho dù Dương Chính Sơn không nhắc, hắn nhất định cũng sẽ đi thăm Dương Vân Tuyết. Việc thứ hai, Dương Chính Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, "Tháng năm năm nay Chu tướng quân thành thân." ngươi không cần vội trở về, đợi sau khi chu tướng quân thành thân rồi hãy về. Qua một thời gian nữa ta sẽ phái người đưa lễ mừng đến Kinh Đô, đến lúc đó ngươi sẽ thay mặt ta chúc mừng chu tướng quân. Hôn sự của chu Lan được định vào ngày mùng 8 tháng 5, mà kỳ thi mùa xuân vào tháng 3, thi đình vào tháng 4, nếu Lục Văn viên thuận lợi thì ít nhất cũng phải đến tháng 5 mới có thể trở về, nếu không thuận lợi thì cũng phải đến tháng 4. Ồ, ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ đi chúc mừng chu tướng quân dương minh thành thật thà nói từ ngoài ra ngươi cũng nên đến thăm lão gia tử họ lưu còn bên thế tử chu ngươi cũng thay mặt ta đến bái phỏng dương chính sơn nói thế tử chu chính là chu tự đại ca của chu lan đây đều là mối quan hệ của dương gia đi lại nhiều vẫn tốt hơn năm trước dương minh hạo đến kinh đô vì thời gian gấp gáp nên vừa đưa lễ mừng xong đã trở về lần này dương minh thành đi không chỉ hộ tống lục văn uyên mà còn không có việc gì quan trọng khác nên để hắn đi lại nhiều ở kinh đô vâng cha ta hiểu dương minh thành lần lượt đáp sáng sớm ngày hôm sau dương minh thành dẫn theo tám hộ vệ đánh xe ngựa rời khỏi vệ thành họ cần đến dương gia ở huyện an ninh trước sau đó cùng lục văn uyên lên đường đến kinh đô lục văn uyên cũng không đi một mình hắn còn có nhiều bạn học cùng lên kinh ứng thí Tiễn Dương Minh Thành đi rồi, Dương Chính Sơn dùng hết tâm trí vào công vụ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đằng long vệ càng ngày càng bận rộn. Tiết trời càng ấm áp, công việc càng nhiều. Trong lúc vô thức, thời gian đã đến giữa tháng 3. Gió lạnh rút lui, gió đông nam ấm áp thổi vào liêu đông, đằng long vệ đón một mùa xuân mới, vụ xuân cũng bắt đầu. Dạo bước trên con đường nhỏ ở thôn quê, có thể nhìn thấy hai bên là những thửa ruộng bằng phẳng, không ít quân hộ đang canh tác. Dương Chính Sơn dẫn theo Khương Hạ và Tùy Tùng rời khỏi vệ thành, đi về phía đông, nhìn thấy quân hộ bận rộn trong ruộng, tâm trạng rất tốt. Ông trời ưu ái, năm nay sẽ là một năm bội thu mưa thuận gió hòa. Điều này rất quan trọng với Dương Chính Sơn, cũng rất quan trọng với tất cả mọi người ở Đằng Long vệ. Bởi vì năm nay là một khởi đầu mới, nếu thiên tai liên miên thì khởi đầu này sẽ bị trì hoãn đến năm sau, thậm chí vài năm sau. May mắn thay, ông trời ưu ái, Dương Chính Sơn tự tin rằng mọi thứ ở đằng Long Vệ sẽ khác trong năm nay. Một nhóm người cưỡi ngựa đi hơn nửa tiếng, đến bên bờ biển. Phía đông của đằng Long Vệ là biển Liêu Hải rộng lớn, Liêu Hải giáp với Liêu Đông ở phía Tây, giáp với Vương Triều Lý Thịnh ở phía Bắc, giáp với Vương Triều Đức Thịnh ở phía Đông, và nối liền với Đông Hải của Đại Vinh ở phía Nam. Tuy nhiên, đường bờ biển của đằng Long Vệ không dài lắm, chỉ chưa đến 60 dặm, dù sao đằng long vệ cũng chỉ là một vệ diện tích còn không bằng một huyện lớn dương chính sơn đứng trên bờ biển nhìn ra biển cả mênh mông vô tận cảm nhận hơi thở từ biển khơi trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hào hùng muốn ngâm một bài thơ tuy nhiên hắn vắt óc cũng không nghĩ ra được câu từ nào hay trong đầu chỉ có một câu biển cả ơi ngươi toàn là nước cụ cụ dương chính sơn khẽ ho một tiếng cảm thấy chuyện làm thơ nên bỏ qua đi không thích hợp với hắn sau khi đến thế giới này hắn chưa bao giờ nghiên cứu về thơ ca của thế giới này còn những bài thơ kiếp trước nên trả lại đã trả lại nên quên cũng đã quên mặc dù vẫn có thể nhớ được một hai câu nhưng không đầu không đuôi hắn cũng không dám đọc lên cảm nhận hơi thở của biển khơi như vậy là đủ rồi dương chính sơn cũng không quên mục đích của chuyến đi này hắn nhìn về hai hướng nam bắc địa hình của đằng long vệ tương đối bằng phẳng chỉ có phía nam là có vài ngọn đồi nhỏ những nơi khác đều bằng phẳng. Nơi này có chỗ nào thích hợp để xây dựng bến cảng không? Dương Chính Sơn hỏi Khương Hạ bên cạnh. Khương Hạ chỉ về hướng nam, nói: "Đi về phía nam 10 dặm, bờ biển bên đó khá thích hợp để xây dựng bến cảng." "Đi xem thử." Dương Chính Sơn xoay người lên ngựa, lại lao về phía nam. Rất nhanh, họ đến vị trí mà Khương Hạ nói. Ở đây có một mảnh đất nhô ra biển, không lớn lắm, chỉ khoảng 300 trượng, nên xem như một ngọn núi, chỉ là ngọn núi này không cao, chỉ cao hơn hai thước so với bờ biển ở vị trí khác. Dương Chính Sơn nhìn quanh, lại thử độ sâu của nước bên bờ, phát hiện ra rằng nơi này căn bản không cần xây dựng gì cũng có thể sử dụng làm bến cảng. "Không tồi, đại nhân, thực ra trước đây nơi này đã từng là một bến cảng, thời tiền triều, ở đây còn có một ngôi làng chài nhỏ, chỉ là sau đó vì chiến loạn mà biến mất." Khương Hạ nói tiền triều mà hắn nhắc đến là đại thịnh hoàng triều trước đại vinh thời kỳ hưng thịnh nhất của đại thịnh hoàng triều còn vượt xa cả đại vinh hiện nay điều này có thể thấy được từ các vương triều trên các hải đảo ở hải ngoại vương triều lý thịnh vương triều đức thịnh vương triều lữ thịnh đều từng là phiên vương của đại thịnh hoàng triều quốc hiệu của họ cũng là do đại thịnh hoàng triều ban cho chỉ là triều đại hưng thịnh đến đâu cũng có ngày suy tàn hiện nay đại vinh hoàng triều đã thành lập được hơn ba trăm năm mà đại thịnh hoàng triều từng vô cùng hưng thịnh đã hoàn toàn chìm vào dòng sông lịch sử dương chính sơn đương nhiên không quan tâm đến đại thịnh hoàng triều gì đó điều hắn quan tâm là nơi này có thể xây dựng bến cảng mà mục đích của hắn khi đến biển lần này ngoài việc tìm kiếm nơi xây dựng bến cảng còn muốn tìm một nơi thích hợp để xây dựng ruộng muối dựa núi ăn núi dựa nước ăn nước đằng long vệ dựa vào biển đương nhiên phải ăn biển vậy ăn biển như thế nào đánh cá không đánh cá thì kiếm được bao nhiêu chứ so với đánh cá là muối mới thực sự là mỏ vàng lớn xây dựng ruộng muối trở thành thương nhân buôn muối tự sản xuất tự tiêu thụ đây mới thực sự là con đường tài lộc chỉ cần khai thông được con đường tài lộc này bất kể là đằng long vệ hay dương gia tương lai đều sẽ không thiếu bạc tuy nhiên khai thông được con đường tài lộc này không phải chuyện dễ dàng dương chính sơn còn cần phải tính toán cẩn thận từ biển trở về vệ thành Dương Chính Sơn liền vào thư phòng suy nghĩ. Suy nghĩ rất lâu, trong lòng Dương Chính Sơn vẫn không chắc chắn, bèn mời Lưu Triết đến. Đừng nhìn Lưu Triết không có quan chức, cũng không có công danh, nhưng trong nhiều việc, hắn nhìn thấu triệt hơn cả Dương Chính Sơn, đặc biệt là về Triều Chính, Lưu Triết ngày nào cũng được hung đúc ở phủ Lưu Nguyên, tự nhiên cũng có vài phần hiểu biết. Trong thư phòng, Dương Chính Sơn và Lưu Triết ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà bày một bộ ấm chén bằng sứ men xanh trắng. Dương Chính Sơn tự mình rót cho Lưu Triết một chén trà, cười nói, thử xem trà này thế nào. Lưu Triết cầm chén trà nhấp một mụn, sau đó từ từ thưởng thức, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đây là trà gì? Hương trà đậm đà, vị ngọt lưu luyến, cảm giác mát lành cuốn quyết không dứt, hơi giống bích loa xuân ở ngô trung, nhưng vị ngọt lưu luyến hơn bích loa xuân, cảm giác mát lành cũng tinh tế hơn. Lưu Triết rất thích uống trà, hắn quen thuộc với mọi loại trà của Đại Vinh, nhưng ấm trà trước mặt lại là lần đầu tiên hắn uống, thậm chí chưa từng nghe nói đến dương chính sơn cười cười nói trà này tên là động linh xuân động linh xuân lưu triết lộ vẻ mơ hồ dương chính sơn lại cười trộn không thôi cái gọi là động linh xuân chính là trà được hái từ không gian linh tuyền lấy ý từ câu động hư nội quan nội hữu linh phủ nói không gian linh tuyền là linh phủ cũng không sai mà trà lấy từ linh phủ gọi là động linh xuân cũng rất thích hợp ha 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 dương chính sơn đột nhiên cười lớn lưu huynh đừng phí công nữa đây chỉ là trà sơn giả trên núi trường thanh mà thôi trà sơn giả lưu triết có chút không tin dương chính sơn đương nhiên không thể nói với hắn đây là trà trong không gian linh tuyền chỉ có thể dùng trà sơn giả để đánh lừa hắn thực ra trên núi trường thanh thật sự có trà sơn giả chỉ có điều mùa đông ở liêu đông lạnh giá và kéo dài không thích hợp cho cây trà sinh trưởng nên trà sơn giả trên núi trường thanh không nhiều tuy nhiên trà sơn giả núi trường thanh cũng có hương vị đặc biệt vì xuân hạ ngắn ngủi nên lá trà sơn giả núi trường thanh non nhỏ dày lá chu kỳ sinh trưởng dài hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn khi pha ra có hương thơm cao vị đậm đà mặc dù không có vị thanh mát như trà miền nam nhưng thỉnh thoảng thưởng thức cũng rất ngon đương nhiên so với trà trong không gian linh tuyền trà sơn giả kia nên vứt đi không ngờ trên núi trường thanh còn có thứ tốt như vậy trong lòng lưu triết có chút không tin nhưng không nghi ngờ dương chính sơn đang lừa mình hắn chỉ cảm thấy loại trà này không nên vô danh như vậy nếu lưu huynh thích qua một thời gian nữa ta sẽ tặng lưu huynh một ít dương chính sơn cười nói năm nay là lần đầu tiên cây trà trong không gian linh tuyền cho thu hoạch mặc dù sản lượng không cao nhưng lấy ra mấy chục cân để tặng người vẫn không thành vấn đề có phiền quá không không phiền chỉ là một chút đặc sản quê nhà thôi dương chính sơn tùy ý nói Hết chương nghe xong chuyện, Dương Chính Sơn cũng chuyển chủ đề sang việc chính. Đúng rồi, ta có một việc muốn thỉnh giáo Lưu Huynh. Dương Huynh cứ nói, nếu ta muốn xây dựng một diêm trường ở Thăng Long Vệ, không biết triều đình có cho phép không, xây diêm trường. Thần sắc của Lưu Triết trở nên nghiêm trọng. Số lượng diêm trường của triều đình đã không thay đổi suốt hơn 30 năm rồi, ừm. Dương Chính Sơn bình thản nâng chén trà lên. Lưu Triết hơi trầm ngâm rồi nói tiếp, cũng không phải là không được, nhưng cần có sự đồng ý của trung quân đô đốc phủ hơn nữa nếu dương huynh muốn kiếm tiền từ diêm trường tốt nhất nên đến liêu đông diêm vận ti đi lại một chút các diêm trường của đại vinh đều ở địa phương nhưng không do quan phủ địa phương quản lý mà thuộc quản lý của hộ bộ cụ thể là đô chuyển vận diêm sứ ti mỗi diêm trường đều có tư lệnh và tư thừa chịu trách nhiệm quản lý tuy nhiên cũng có ngoại lệ là những diêm trường thuộc quản lý của quân đội hay nói cách khác là thuộc về ngũ quân đô đốc phủ diêm trường của ngũ quân đô đốc phủ chủ yếu được xây dựng để phục vụ cho cấm quân và một số doanh binh quân đội có số lượng tướng sĩ đông đảo và tương đối tập trung nhu cầu về muối hàng ngày rất lớn nếu có điều kiện thì xây dựng một diêm trường sẽ thuận tiện hơn ví dụ như cấm quân ở kinh đô tại hải tân trấn ở phía đông kinh đô cũng có một diêm trường ngoài ra một số vệ sở gần biển và thủy sư cũng có diêm trường chỉ có điều, diêm trường của ngũ quân đô đốc phủ thường có quy mô khá nhỏ và sản lượng của diêm trường không được phép bán cho diêm thương. Tuy nhiên, triều đình có quy định của triều đình, vệ sở có cách làm của vệ sở. Họ không thể bán muối sản xuất từ diêm trường cho diêm thương, nhưng có thể bán cho các diêm trường khác. Hơn nữa, việc này đã trở thành một quy tắc ngầm, cả ngũ quân đô đốc phủ và diêm vận ti đều ngầm chấp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ quân đô đốc phủ chắc chắn không ngại các vệ sở dưới quyền kiếm thêm chút tiền còn diêm vận ti thì chú trọng đến việc vận chuyển và tiêu thụ muối tức là diêm dẫn chứ không quan tâm nhiều đến việc ai sản xuất muối diêm dẫn đại diện cho lợi ích khổng lồ các quan lớn ở diêm vận ti có thể dựa vào diêm dẫn để vơ vét của cải họ sẽ không đi tranh cướp miếng ăn từ tay những người lao động cực khổ ở các diêm trường nhưng nếu dương chính sơn muốn bán muối cho các diêm trường khác thì tất nhiên cần phải có sự chấp thuận của Liêu Đông Diêm Vận Ti. Vấn đề ở Trung quân Đô Đốc Phủ không lớn, nhưng ở Diêm Vận Ti, Dương Chính Sơn lại không có quan hệ. Lưu Huynh có quen ai ở Liêu Đông Diêm Vận Ti không? Mục đích Dương Chính Sơn thỉnh giáo Lưu Triết chính là muốn xem Lưu Triết có quan hệ gì với Diêm Vận Ti hay không? Lưu Triết nghe vậy chỉ cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Dương Chính Sơn có chút bất lực nhìn hắn, Lưu Huynh, có gì cứ nói thẳng đi, Lưu Triết không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra được mục đích của Dương Chính Sơn. Đáng tiếc là ta không quen quan viên nào ở Diêm Vận Ti. Lưu Triết cười nói. Thật sự không quen. Dương Chính Sơn nhìn hắn chầm chầm. Thật sự không quen. Lưu Triết khẳng định. Dương Chính Sơn nhíu mày, vậy phải nghĩ cách khác thôi. Lưu Triết cười lớn, Dương Huynh, ta không quen quan viên ở Diêm Vận Ti, nhưng ta quen được ngự sử tuần diêm ở liêu đông dương chính sơn sửng sốt sau đó vỗ mạnh vào trán hắn chỉ mãi nghĩ đến diêm vận ti mà quên mất rằng trên diêm vận ti còn có ngự sử tuần diêm đừng nhìn phẩm cấp của ngự sử tuần diêm không cao nhưng địa vị và quyền hạn thực tế lại cao hơn cả đô diêm vận ti lưu huynh ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đừng đùa nữa dương chính sơn có chút oán trách nhìn lưu triết rõ ràng vừa rồi tên này đang trêu chọc hắn Điều này không thể trách ta, chỉ có thể trách Dương Huynh quá ít quan tâm đến chuyện quan trường. Chẳng lẽ Dương Huynh không biết ngự sử Tuần Diêm mới nhậm chức ở Liêu Đông chính là Trịnh Hiểu sao? Lưu Triết cười nói. Trịnh Hiểu. Cái tên này nghe có vẻ quen quen. Dương Chính Sơn vuốt trâu trầm tư, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, là học trò của Lưu Lão Gia, khi Lưu Nguyên Phủ vào kinh, Trịnh Hiểu vừa hay đến Trọng Sơn trấn giám sát việc tịch thu tài sản trong vụ án thông địch. Khi đó, Trịnh Hiểu còn đại diện cho Lưu Nguyên Phủ đến thăm hỏi Dương Chính Sơn. Ấn tượng của hắn về Trịnh Hiểu vẫn rất sâu sắc, chỉ là hai người mới gặp nhau một lần và thời gian cũng khá lâu rồi, nên nhất thời hắn không nhớ ra. Ta có nên phái người đi chúc mừng không đây? Khuôn mặt Dương Chính Sơn lại nở một nụ cười rạng rỡ. Lưu Triết không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức trà. Hắn chỉ là một thư sinh, nhắc nhở Dương Chính Sơn một chút thì được, còn những việc khác Hắn không thích hợp ra mặt. Dương Chính Sơn cũng không ép buộc, hắn hiểu rõ tính cách của Lưu Triết và cả Lưu Nguyên phủ. Lưu Nguyên phủ là một lão nhân cứng cỏi, nhưng không phải người không hiểu tình người thế sự. Sự cứng cỏi của ông chủ yếu thể hiện ở chỗ nguyên tắc rất cao, nhưng đối với thân bằng hảo hữu, ông vẫn rất nhiệt tình. Những năm qua, Lưu Nguyên phủ đã nhiều lần giúp đỡ Dương gia, một phần là vì tình cảm sâu đậm giữa hai gia tộc khi còn ở Ngân Hà Bảo phần khác là vì lưu nguyên phủ công nhận dương chính sơn trong mắt lưu nguyên phủ dương chính sơn không nghi ngờ gì là một vị quan tốt người có thể giúp quân hộ có cuộc sống tốt đẹp là một vị quan tốt phía đông bắc đại vinh có hai bố chánh sứ ti lần lượt là liêu viễn bố chánh sứ ti và bình viễn bố chánh sứ ti trong đó liêu viễn bố chánh sứ ti chính là khu vực liêu đông thường nói tuy nhiên phạm vi quản lý của liêu đông diêm vận ti không chỉ giới hạn ở liêu viễn bố chánh sứ ti mà còn bao gồm cả Bình Viễn Bố Chánh Sứ Ti và Sơn Hà Bố Chánh Sứ Ti ở phía Nam. Chỉ có điều, ngành muối của ba Bố Chánh Sứ Ti này phần lớn đều tập trung ở Liêu Đông, nên Diêm Vận Ti mới lấy tên là Liêu Đông. Trụ sở của Diêm Vận Ti đóng tại Liêu An Phủ, tức là nơi đóng quân của Liêu Viễn Bố Chánh Sứ Ti. Liêu An Phủ cách Thăng Long Vệ không xa, phía Nam Khánh Hoa Phủ chính là Liêu An Phủ, Thăng Long Vệ cách thành Liêu An khoảng 300 dặm, nhưng con đường này không dễ đi vì giữa Thăng Long vệ và thành Liêu An không có quan đạo. Sau khi nói chuyện với Lưu Triết, Dương Chính Sơn lại suy nghĩ một lúc, rồi viết một công văn gửi đến Trung quân đô đốc phủ. Muốn xây dựng diêm trường, trước tiên phải có sự đồng ý của Trung quân đô đốc phủ, sau đó mới đi xin ý kiến của Diêm vận ti. Đây là quy trình, nếu đi xin ý kiến của Diêm vận ti trước thì chẳng khác nào không coi Trung quân đô đốc phủ ra gì còn trung quân đô đốc phủ có đồng ý hay không trong lòng dương chính sơn cũng không chắc chắn mặc dù hắn có ninh quốc công làm chỗ dựa ở trung quân đô đốc phủ nhưng trên thực tế hắn chưa từng gặp vị lão quốc công này trước đây những việc hắn làm đều hợp tình hợp lý không tính là quá đáng nhưng lần này xin xây dựng diêm trường thì có hơi quá đáng giống như không tập trung vào nhiệm vụ chính hắn cũng không biết ninh quốc công có đồng ý với thỉnh cầu của hắn hay không tuy nhiên mặc dù bây giờ không thể đến diêm vận ti xin phép việc xây dựng diêm trường nhưng hắn có thể đi chúc mừng trịnh hiểu trước trước tiên kéo gần quan hệ tránh đến lúc cần nhờ vả mới cuốn quyết đi cầu cứu dương chính sơn nghĩ ngợi một lúc rồi viết một bức thư gửi cho la thường ở trọng sơn quang nhờ la thường đại diện cho mình mang lễ vật đến chúc mừng trịnh hiểu mặc dù việc xây dựng diêm trường và buôn bán muối là do dương chính sơn chủ trì nhưng sau này người đứng ra chắc chắn sẽ là la thường cần thiết để La Thường đến gặp Trịnh Hiểu trước, cũng tiện để La Thường hiểu biết thêm về Diêm Vận Ti. Trong lúc Dương Chính Sơn đang lên kế hoạch cho việc xây dựng Diêm Trường và buôn bán muối, thì ở Kinh Đô, kỳ thi xuân 3 năm một lần cũng bắt đầu diễn ra. Tháng 3 ở Kinh Đô thật sự rất náo nhiệt, đặc biệt là ngày mồng 9, trên đường đầy ắp xe ngựa, càng về phía nam càng tắc nghẽn. Dương Minh Thành đi cùng Lục Văn Uyên đã được coi là đến sớm, vừa tờ mờ sáng họ đã lên đường, nhưng khi đến gần trường thi, vẫn bị kẹt lại phía sau, đành phải xuống xe đi bộ. Tình hình trên đường cũng tương tự, nhiều cử nhân tham gia kỳ thi xuân cũng phải xuống xe đi bộ. Tháng 3 ở Kinh Đô, nhiệt độ không cao, đặc biệt là buổi sáng, hơi lạnh vẫn còn rất nặng. Lục Văn Uyên khoác một chiếc áo choàng dày, tinh thần phấn chấn bước về phía trước. Dương Minh Thành dẫn theo ba hộ vệ đi bên cạnh, sách giỏ đựng đồ thi và bảo vệ hắn, tránh để người khác va chạm vào hắn. Văn Uyên, ta đã chuẩn bị cho ngươi hai bình rượu bách thảo nhỏ, nếu cảm thấy lạnh có thể uống một ngụm. Rượu bách thảo không chỉ có thể xua tan cái lạnh mà còn giúp tỉnh táo. Ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi một ít sâm lát, nếu cảm thấy ốm, ngươi cứ ngậm một lát rồi ngủ một giấc, biết đâu lại khỏe ra, kỳ thi xuân diễn ra trong ba vòng, mỗi vòng kéo dài ba ngày. Trong ba ngày đó, các cử nhân chỉ có thể ở trong trường thi, ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi gần như chỉ có thể ở trong một gian phòng thi rộng một mét vuông ăn không ngon, ngủ không yên, sau một kỳ thi, những cử nhân có sức khỏe yếu có thể bị ốm nặng, còn những cử nhân có sức khỏe tốt cũng sẽ cảm thấy kiệt quệ. Đại ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Lục Văn Nguyên nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. Đối với Dương Minh Thành, trong lòng Lục Văn Nguyên tràn đầy sự tôn trọng và thân thiết. Mặc dù đôi khi Dương Minh Thành tỏ ra hơi ngốc nghếch và có chút lắm lời, nhưng không thể phủ nhận rằng Dương Minh Thành thực sự tốt bụng đối với hắn và lục gia luôn chân thành. Ừ, vào trong rồi thì thi cho tốt, dù có thi không tốt cũng không sao, phụ thân nói ngươi còn trẻ, dù năm nay không đổ, ba năm sau vẫn có thể thi lại. Dương Minh Thành cười ngốc nghếch nói. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy, bởi vì những lời như vậy có chút không may mắn. Năm nay không đổ, ba năm sau có thể thi lại, những lời này nếu để người khác nghe thấy, rất có thể sẽ bị hiểu là lời nguyền rủa. Tuy nhiên, Lục Văn Uyên hoàn toàn không để ý, trên khuôn mặt hắn luôn nở nụ cười nho nhã, trong mắt luôn tràn đầy tự tin. Hắn chưa đến mức yếu đuối để chỉ vì một câu nói mà sụp đổ tinh thần. Hơn nữa, hắn biết Dương Minh Thành nói những lời này là có ý tốt, không muốn hắn quá căng thẳng. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước cổng trường thi. Đại ca, ta vào trước đây, các ngươi cũng về sớm đi, được, mau vào đi. Thi xong ta sẽ đến đón ngươi. Dương Minh Thành ngẩng đầu nhìn hàng dài trước cổng trường thi, nói Vào trường thi cần xếp hàng và kiểm tra người, Lục Văn Uyên vẫy tay, cầm giỏ đồ thi đi xếp hàng. Dương Minh Thành nhìn chầm chầm cho đến khi hắn vào trong trường thi mới yên tâm quay trở về Dương Gia ở Kinh Đô. Phủ đệ của Dương Gia ở Kinh Đô không lớn, chỉ là một tiểu viện hai gian, tương đương với tiểu viện mà Châu Lan tặng Dương Chính Sơn ở Trọng Sơn Quang. Tuy nhiên, giá của tiểu viện này không hề rẻ, ở Trọng Sơn Quang, một tiểu viện như vậy khoảng hơn 1.000 lượng, nhưng ở Kinh Đô phải tốn đến 8.000 lượng bạc. Chớp mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua, kỳ thi hương của Lục Văn Nguyên cũng thuận lợi kết thúc. Có lẽ nhờ Dương Minh Thành chuẩn bị chu đáo, hoặc cũng có thể vì sức khỏe của Lục Văn Nguyên tốt, mà chuỗi ngày thi cử liên tiếp ấy không hề khiến hắn kiệt quệ. Lục Văn Nguyên bước ra sau buổi thi cuối cùng, vẫn tinh thần phấn chấn, không hề lộ vẻ mệt mỏi. Thế nào? Thi ra sao? Vừa thấy Lục Văn Nguyên, Dương Minh Thành đã không kìm được mà hỏi ngay. Hai lần trước, y không dám hỏi. Đón Lục Văn Nguyên về nhà, y chỉ để gia nhân cẩn thận hầu hạ, ngay cả trước mặt Lục Văn Nguyên cũng nói năng nhỏ nhẹ, sợ vô ý làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Giờ đây thi xong rồi, Dương Minh Thành mới dám hỏi những lời đã nén trong bụng bấy lâu. Thấy vẻ mong chờ của Dương Minh Thành, Lục Văn Nguyên mỉm cười, đại ca, ta đã làm hết sức mình rồi. Còn đổ hay không, phải chờ ý trời thôi, dù Lục Văn Nguyên rất tự tin vào học vấn của mình, nhưng chuyện như thế này, hắn thật sự không dám chắc chắn tuyệt đối. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phụ thân ta từng nói, có những việc mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng chỉ cần nỗ lực hết mình, ý trời nhất định sẽ chọn mình. Dương Minh Thành cười lớn. Nghe vậy, mắt Lục Văn Nguyên sáng lên, cô trưởng quả là cao kiến, đương nhiên rồi giờ người là định quốc tướng quân cơ mà nhắc đến phụ thân trên mặt dương minh thành không giấu được vẻ tự hào lục văn nguyên mím môi cười hắn cũng tự hào về dương chính sơn nhưng tính hắn trầm lặng không hay bộc lộ ra ngoài kỳ thi hương kết thúc phải đến tháng tư mới có bản điểm sau đó còn kỳ thi đình nhưng không biết lục văn nguyên có thể vào thi đình hay không trong thư phòng phủ trung quân đô đốc Ninh Quốc công Chu Mậu đang xem công văn do Dương Chính Sơn gửi tới. Diêm trường, Chu Mậu hơi nhíu mày. Xây dựng Diêm trường không phải chuyện nhỏ. Việc này liên quan đến lợi ích của ti Diêm vận. Tại sao phủ ngũ quân đô đốc chưa bao giờ mở rộng Diêm trường? Không phải vì họ không biết Diêm trường có thể sinh lợi, mà vì họ không muốn đụng chạm đến nhóm lợi ích của ti Diêm vận. Đừng nhìn cấp bậc của ti Diêm vận không cao, nhưng quan văn thường có xu hướng kết bè kết phái, nào là thầy trò, đồng môn, đồng hương, quan hệ chồng chéo phức tạp. đặc biệt, trên ti diêm vẫn còn có tuần diêm ngự sử, mà tuần diêm ngự sử lại liên quan đến đô sát viện. ai muốn xen vào ngành muối sẽ gặp vô số rắc rối. phủ ngũ quân đô đốc cũng ngại đụng phải những quan văn này, nên từ trước đến nay không mở thêm diêm trường. chu mậu hiểu rõ về nhóm lợi ích của ngành muối, ông cũng không muốn gây rối với họ sau một hồi suy nghĩ ông quyết định từ chối đề nghị của dương chính sơn ông tự tay viết cho dương chính sơn một bức thư giải thích rất chi tiết về những rắc rối liên quan đến ti diêm vận coi như một lời giải thích với dương chính sơn với người khác ông sẽ không khách khí như vậy chỉ cần trả lại công văn mà không cần giải thích nhưng dương chính sơn thì khác không phải vì dương chính sơn hiện là định quốc tướng quân và chỉ huy của thăng long vệ mà vì dương chính sơn được coi là người nhà đối với người nhà chu mậu tất nhiên sẽ hòa nhã hơn nhiều vài ngày sau dương chính sơn nhận được thư của chu mậu thở dài một tiếng biết ngay chuyện này không dễ dàng mà ông khoanh tay đứng trước cửa sổ thư phòng nhìn ra ngoài sân đã cuối tháng ba nhiệt độ ở liêu đông đã trở về trên không độ vạn vật bắt đầu hồi sinh cây ngô đồng trong sân đã bắt đầu đâm chồi những mầm non xanh biếc còn co ro như chưa quen với mùa xuân ấm áp này dương chính sơn vuốt chòm râu dài nhìn những chồi non ấy nhưng tâm trí đã bay tận đâu xa triều đình như một vũng nước vừa sâu vừa đục dù triều đình đại vinh không có đấu đá đảng phái nhưng lại đầy rẫy các phe cánh khác nhau như bên võ tướng có quan lại dựa vào ân điển tổ tiên có người dựa vào chiến công mà thăng tiến đám quan lại cũng chia thành nhiều phe khác nhau phái cựu trào như trường bình hầu phủ phái tân quý hoàng thân quốc thích ngoài ra còn có những người từng làm việc chung hoặc cùng xuất thân từ một phiên trấn họ từng chiến đấu cùng nhau có tình đồng đội và có thể từng có lợi ích đan xen tạo thành một nhóm nhỏ như dương chính sơn và vương bân được coi là một nhóm nhỏ dương chính sơn và chu lan thuộc mối quan hệ nâng đỡ nên dương chính sơn luôn mang dấu ấn của ninh quốc công phủ nhưng dương chính sơn lại là người tự mình lập nên chiến công với địa vị và chức quan ngày càng cao của dương chính sơn mạng lưới quan hệ của ông cũng ngày càng rộng. Mỗi khi ông có việc, có thể sẽ liên quan đến rất nhiều người. Nên biết rằng, từ khi Dương Chính Sơn đến Trọng Sơn Trấn đến nay chưa đầy 10 năm, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ông đã tích lũy được mạng lưới quan hệ rộng lớn như thế. Những quan viên đã lăn lộn trong quan trường 2, chục năm có bao nhiêu mối quan hệ? Những gia tộc quan lại đã gây dựng vài thế hệ có bao nhiêu mối quan hệ? Tuy Diêm Vận chỉ là một cơ quan, nhưng nó đại diện cho lợi ích của rất nhiều người những người này sẽ vì lợi ích mà tạo thành một nhóm đặc biệt quan viên của ti diêm vận các đại thương buôn muối thậm chí cả một số quan viên của hộ bộ và đô sát viện có rất nhiều người dựa vào ngành muối để kiếm tiền bất kỳ ai muốn xen vào lợi ích của họ đều sẽ bị họ bài xích chu mậu không phải sợ họ mà là không thấy cần thiết phải vì một diêm trường mà dây dưa với họ nói đơn giản là ông ngại phiền phức dương chính sơn cũng hiểu điều này lưu triết cũng hiểu nên lưu triết mới đề nghị dương chính sơn đi tìm trịnh hiểu để lo liệu mối quan hệ với ti diêm vận nhưng điều kiện tiên quyết để tìm trịnh hiểu là phải khiến phủ trung quân đô đốc đồng ý cho thăng long vệ xây dựng diêm trường chu mậu không đồng ý dương chính sơn biết làm sao giải thích về sự cần thiết của việc thăng long vệ xây dựng diêm trường ư dương chính sơn cảm thấy điều đó không có tác dụng nguyên nhân khiến chu mậu không đồng ý không phải vì điều đó mà là vì ngại phiền phức nếu muốn được chu mậu đồng ý trước tiên phải giải quyết được rắc rối từ ti diêm vận giải quyết ở đây không phải là khiến ti diêm vận đồng ý cho xây dựng diêm trường mà là khiến ti diêm vận không thể gây rắc rối cho ông và phủ trung quân đô đốc vì vấn đề diêm trường vậy nên phải tìm ra một lý do mà ti diêm vận cũng không thể phản bác sau khi suy nghĩ thấu đáo dương chính sơn đi đến kết luận này ông vuốt râu khóe miệng hơi nhếch lên lý do không thể phản bác cũng không phải là không có đừng quên tại sao ông lại đến thăng long vệ quay người ngồi lại trước bàn dương chính sơn bắt đầu viết muốn tự mình lay chuyển lợi ích của ti diêm vận là rất khó nhưng ông có thể mượn sức đừng quên hiện tại ông vẫn còn một lá cờ lớn để dương lên đó chính là hoàng đế chính hoàng đế đã phái ông đến thăng long vệ dương chính sơn viết một bản tấu chương dài trình bày chi tiết những việc ông đã làm trong mấy tháng ở thăng long vệ những khó khăn ông gặp phải và giải pháp ông nghĩ ra cuối cùng mới đề cập đến vấn đề diêm trường báo cáo công việc với cấp trên cũng cần có kỹ năng phải nêu rõ công lao của mình cũng như những vấn đề gặp phải đương nhiên chỉ nêu vấn đề là không đủ còn phải trình bày giải pháp của mình như vậy cấp trên mới biết được trước đây ông đã làm việc hiện tại đang nỗ lực và tương lai còn nhiều việc có thể làm Viết xong tấu chương, Dương Chính Sơn mời Lưu Triết đến chỉnh sửa lại. Dương Huynh, bình thường phải đọc sách nhiều hơn nhé. Lưu Triết vừa sửa vừa nói với vẻ chê bai. Khóe miệng Dương Chính Sơn hơi co rút. Hừ, chúng ta xem ai đọc nhiều sách hơn, từng, không đúng. Về số lượng sách đọc, ông thực sự không bằng Lưu Triết. Lưu Triết thật sự là người ham đọc sách, dù ông đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, nhưng so với lưu triết thì thật sự không bằng. Khụ khụ, ta già rồi, bỏ qua đi. Dương Chính Sơn chỉ biết nói vậy. Sống đến già, học đến già, mỗi người một nghề, Dương Chính Sơn cảm thấy mình cũng không phải người không học vấn. Ông vẫn thường xuyên đọc binh thư và xem một số du ký để tăng hiểu biết về thế giới này. Học rộng, hỏi kỹ, suy nghĩ cẩn thận, phân biệt rõ ràng, thực hành kiên định. Dương Chính Sơn cảm thấy mình như bị nước vào đầu, nên mới nghĩ đến chuyện tranh luận với Lưu Triết. Ông không nói nữa, chỉ cầm chén trà lên nhấp từng ngụm. Lưu Triết dường như cũng không có ý tranh luận thật sự với ông, chỉ đơn giản là khuyên học mà thôi. Ừm, người này có vẻ hơi thích làm thầy người khác. Đợi Lưu Triết sửa xong, Dương Chính Sơn chép lại một lần nữa rồi mới gửi tấu chương đi. Vừa gửi tấu chương đi, Ngô Hải đã vội vã đến nha môn, lão gia, có thư từ Kinh Thành gửi đến, rất gấp, rất gấp. Dương Chính Sơn nghiêm mặt, vội vàng nhận thư xem. Thư do Vũ Tranh gửi, nội dung chỉ có một câu, Hoài Giang Bá đã băng hà, Dương Chính Sơn nhìn chầm chầm vào câu này, nhất thời không phản ứng kịp. Vũ Tranh có ý gì, mà gấp gáp gửi thư chỉ để báo tin này, Hoài Giang Bá, Hoài Giang Bá là ai, Dương Chính Sơn lẩm bẩm. Hoài Giang Bá sao rồi? Lưu Triết chưa rời đi nghe vậy liền hỏi. Hoài Giang Bá đã băng hà. Lưu Huynh, hoài giang bá là ai dương chính sơn nhìn lưu triết lưu triết nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ ngươi không biết biết gì dương chính sơn càng thêm nghi hoặc hôn sự của chu tướng quân với hoài giang bá lưu triết nói dương chính sơn sững sờ lại nhìn bức thư trong tay sắc mặt lập tức trở nên âm trầm hoài giang bá thôi dịch an đây chẳng phải là người mà chu lan sắp thành thân sao nhưng giờ hoài giang bá đã băng hà điều này có ý nghĩa gì có nghĩa là chu lan lại không thể gả đi danh tiếng khắc phu của nàng sẽ càng lan xa có lẽ cả đời này nàng cũng không thể gả được dương chính sơn không quan tâm đến nhiều tập tục phong kiến ở đây nhưng ông vẫn hy vọng chu lan có một cuộc hôn nhân viên mãn nhưng bây giờ thật sự là bệnh mất sao dương chính sơn không khỏi nghĩ theo hướng âm mưu điều này quá trùng hợp hai vị hôn phu trước của chu lan cũng qua đời trước khi thành thân người thứ ba này cũng vậy một lần là trùng hợp hai lần cũng có thể coi là trùng hợp nhưng đây đã là lần thứ ba, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy. Dương Chính Sơn khoanh tay đi đi lại lại trong thư phòng, ông muốn giúp Chu Lan, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách nào. Người đã chết rồi, ông không phải thần tiên, không thể làm cho người chết sống lại. Hơn nữa, ông ở tận Liêu Đông, cách kinh thành hàng ngàn dặm. Thậm chí ông cảm thấy mình cũng không thể nói được lời an ủi nào. Hai, Dương Chính Sơn thở dài bất lực. Lưu Triết ở bên cũng lắc đầu tiếc nuối, Chu tướng quân cũng là anh hùng trong nữ giới, nhưng hôn sự này lại, lại ngay cả người uyên bác như ông ta cũng nhất thời không nghĩ ra được từ nào để diễn tả. Dương Chính Sơn nghĩ ngợi, lại viết một bức thư cho Vũ Tranh, nhờ y chú ý đến Chu Lan nhiều hơn. Hiện tại, ông có vẻ chỉ làm được đến vậy. Đúng như Dương Chính Sơn suy nghĩ, tại kinh đô, những lời đồn về Chu Lan khắc phu đã lan truyền khắp nơi. Từ hậu viện quan lại, trà quán, tử lâu vô số người đang bàn tán về chuyện này. Các loại tin đồn, lời chế giễu, cười cợt, truyền từ người này sang người khác, càng truyền càng khó nghe. Tuy nhiên, đối với Phủ Ninh Quốc Công, điều rắc rối nhất không phải là những lời đồn đại khó nghe này, mà là sự truy cứu của Phủ Hoài Giang Bá. Tùy dịch an qua đời, Phủ Hoài Giang Bá tuyệt tự, họ đổ lỗi cho Chu Lan cho rằng chính vì nàng mà tùy dịch an mới bị khắc chết. Lão phu nhân trương thị của phủ Hoài Giang Bá đang ở phủ Ninh Quốc Công để đòi lại công bằng. Gọi cái đứa khắc phu ti tiện đó ra đây, hôm nay nhất định phải để nó chung cùng con ta, á, à, phủ Ninh Quốc Công ức hiếp người ta. Quốc Công phủ đánh người rồi, hu hu, khắc chết con ta, còn muốn giết ta, hu hu, con tiện nhân đó, ra đây cho ta, trên không trung của phủ Ninh Quốc Công sang trọng, vang vọng những tiếng chửi rủa, than khóc lão phu nhân của phủ hoài giang bá như một mụ chanh chua đang làm loạn chửi bới ở trước viện của quốc công phủ còn phu nhân ninh quốc công dương thị chỉ ngồi trong sảnh mặt tái mét phủ ninh quốc công đã bao giờ mất mặt như thế này quá đáng quá đáng dương thị tức đến phát trung nhưng bà cũng không làm gì được trương thị đánh không được chửi cũng không xong chỉ có thể để bà ta làm loạn ở đây con tiện tỳ đáng chết ngươi nên chết đi ông trời ơi hãy mở mắt ra mà mang con tiện Tỳ đáng chết này đi cho rồi trương thị vẫn đang chửi rủa dương thị thực sự không chịu nổi nữa lên tiếng quát đủ rồi nghĩ đến bà đường đường là phu nhân ninh quốc công đã bao giờ phải chịu nhục như thế này nếu không vì danh tiếng của quốc công phủ bà thật sự muốn tác cho mụ chanh chua này vài cái đủ rồi sao có thể đủ được con ta chết rồi trương thị nghe dương thị lên tiếng càng hăng hái hơn chỉ vào dương thị quát hôm nay phủ ninh quốc công các ngươi phải cho ta một lời giải thích nếu không lão nương sẽ không bỏ qua giải thích giải thích gì dương thị lạnh mặt hỏi trương thị nghiến răng nghiến lợi nói đứa tiện nhân đó đã đính hôn với con ta thì phải cho nó kết âm hôn với con ta sắc mặt dương thị thay đổi bà không ngờ mụ chanh chua này lại có ý nghĩ độc ác như vậy kết âm hôn đó chẳng phải là bắt con gái bà đi chết sao dương thị không thể giữ được vẻ đoan trang nữa bật dậy định quát mắng trương thị nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng một bóng người từ hậu đường bước ra ngươi muốn gì dương thị nghe thấy giọng nói quay đầu nhìn lại người đến không phải ai khác chính là chu lan chu lan mặc một bộ trang phục màu đen mặt lạnh như băng nhìn trương thị lan nhi tim dương thị đập thình thịch đột nhiên có dự cảm không lành bà hiểu quá rõ tính khí của tiểu nữ nhi này đó là người tuyệt đối không chịu thiệt trương thị đã chửi bới ở đây nửa ngày Chu Lan có thể nhịn đến giờ mới ra đã là không dễ, giờ Chu Lan ra rồi, e rằng sẽ có chuyện. Tuy nhiên, Trương Thị lại không biết được nỗi lo lắng của Dương Thị, thấy Chu Lan bước ra, đôi mắt lập tức sáng lên, con tiện nhân nhỏ bé này cuối cùng cũng ra rồi, ta muốn ngươi chôn cùng con ta, nghe bà ta nói vậy, đôi mắt Chu Lan lạnh đến cực điểm. Chôn cùng Ta sẽ tỉ ngươi đi chôn cùng con ngươi trước, cho an thanh kiếm trong tay đột một rút ra, ánh kiếm sắc bén như cầu vòng xuyên qua mặt trời. Lan Nhi, đừng. Dương Thị Kinh Hải. Chu Lan dừng lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của Trương Thị. Trương Thị nhìn thấy ánh kiếm gần trong gan tất, cả người cứng đờ. Ngươi, ngươi, ngươi muốn giết ta, bà ta còn định làm loạn. Chu Lan lạnh giọng nói, ở Bắc Địa, hàng chục ngàn giặc hồ cũng không thể kéo bản tướng quân chôn cùng, chỉ dựa vào ngươi mà đòi bản tướng quân chôn cùng, cút, còn dám nói thêm nửa lời bản tướng quân sẽ tiễn ngươi đi gặp con ngươi về sát khí chu lan có lẽ không bằng dương chính sơn nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh được hơn nữa nàng không kiểm soát sát khí tinh tế như dương chính sơn sát khí trên người bùng phát như bão táp mưa sa trút vào trương thị cơ thể trương thị rung rẩy như cái sàn sau đó một mùi nước tiểu từ trên người bà ta lan ra cút chu lan lại lạnh giọng quát trong đầu trương thị trống rỗng chỉ còn một ý nghĩ chạy chạy càng xa càng tốt như phản xạ bản năng trước nguy hiểm bà ta không nói được lời nào mang theo mùi nước tiểu vừa lăn vừa bò chạy đi nhìn bóng lưng bà ta trong mắt chu lan thoáng hiện lên vẻ bất lực lan nhi dương thị nhẹ giọng gọi nương con không sao chu lan thu lại sát khí giọng điệu ôn hòa nói dương thị nhìn nàng khóc mắt hơi đỏ ôi nữ nhi khổ mệnh của ta nương con không khổ vẻ mặt chu lan càng thêm bất lực khi còn trẻ nàng cũng từng mơ ước cả cho một lan quân như ý nhưng giờ đây nàng không còn bận tâm đến chuyện đó nữa có thì gả không có thì thôi còn những lời đồn đại kia nàng hoàn toàn không để ý chỉ có trong mắt cha mẹ nữ nhi vẫn phải lấy chồng đó chính là điều khiến nàng bất lực nhất mụ chanh chu bị đuổi đi quốc công phủ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại hai mẹ con nói chuyện thân mật với nhau chỉ là dương thị vẫn luôn canh cánh về chuyện hôn nhân của chu lan khiến chu lan càng thêm bất lực giữa những lời đồn đại về phủ ninh quốc công và phủ hoài giang bá ngày công bố kết quả thi hội cũng đã đến trời còn chưa sáng bên ngoài trường thi đã chật kín người tiếng ồn ào không dứt tại tiểu viện của nhà họ dương dương minh thành cũng đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách lúc thì ra ngoài cửa nhìn trời vẫn chưa sáng lúc lại ngồi trong sảnh uống ngụm trà, chỉ là ông như có gai ở mông, không thể ngồi yên được. Văn Nguyên vẫn chưa dậy sao, ông không nhịn được hỏi Vũ Trưng lần thứ tư. Đại gia, thiếu gia Văn Nguyên vẫn đang ngủ. Vũ Trưng khá bất lực nói. Hai Dương Minh Thành có chút chán nản nói, sao hắn có thể ngủ được chứ, kết quả sắp được công bố rồi, vậy mà Lục Văn Nguyên chẳng lo lắng chút nào, trái lại, ông gần như cả đêm không ngủ. Thôi để ta gọi hắn dậy dương minh thành cảm thấy tiểu biểu đệ này của mình hơi vô tư vội vàng chạy đến phòng khách gọi lục văn uyên đang ngủ say dậy một lát sau lục văn uyên mắt nhắm mắt mở theo ông đến phòng khách đại ca giờ mới là giờ mão ít nhất đến giờ tỷ mới công bố kết quả mà lục văn uyên đầy oán giận nói chúng ta có cần đến trước cổng trường thi đợi không không cần nếu đổ chắc chắn sẽ có người đến báo tin thôi vũ trưng người sắp xếp thêm một người đến đó theo dõi, hai người nói chuyện không ăn nhập gì với nhau, Vũ Trưng dựa vào khung cửa đánh ngáp, đại gia, đã phái ba người đến đó theo dõi rồi, ồ, vậy đợi thêm đi. Dương Minh Thành lại ngẩng đầu nhìn bầu trời có vẻ hơi sáng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Dương Minh Thành như con kiến trên chảo nóng, không thể nào yên được. Không phải Dương Minh Thành quá nóng vội, mà là ông quá mong đợi vào thành tích của Lục Văn Uyên. So với ông, lục văn uyên luôn bình tĩnh trời sáng còn sai người làm nấu bữa sáng ăn xong bữa sáng lại ung dung ngồi trong phòng khách uống trà như thể việc công bố kết quả thi hội chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng đến giờ tị dương minh thành cuối cùng cũng đứng yên đứng ở cửa phòng khách liên tục nhìn ra ngoài cổng đại gia đại gia đổ rồi đổ rồi trong sự mong đợi của dương minh thành một hộ vệ mặt đầy vui mừng từ ngoài chạy vào đổ rồi Dương Minh Thành kêu lên, hộ vệ đến gần. Thiếu gia Văn Uyên là người thứ hai trong kỳ thi này, ha ha ha. Dương Minh Thành vui mừng không xiết. Vũ Trưng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông thật sự sợ tin truyền về là tin xấu. Nếu không đổ, thiếu gia Văn Uyên có lẽ sẽ không sao, nhưng đại gia chắc chắn sẽ buồn bã. Lục Văn Uyên hít một hơi thật sâu, mặc dù vừa rồi hắn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Chỉ là vì Dương Minh Thành thể hiện quá mức khiến hắn không tiện bộc lộ ra ngoài ha 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 văn uyên ngươi đổ rồi người thứ hai trong kỳ thi này ha ha thứ hai chắc chắn có thể đổ tiến sĩ rồi dương minh thành cười lớn vỗ vai lục văn uyên đổ thứ hai trong kỳ thi hội về cơ bản là chắc chắn đổ tiến sĩ chỉ cần kỳ thi đình tiếp theo không có vấn đề lớn ít nhất cũng là tiến sĩ nhị giáp nếu có thể phát huy ổn định rất có hy vọng vào nhất giáp đại ca đại ca đau Lục Văn Nguyên còn chưa kịp cảm nhận niềm vui trúng tuyển, đã phải chịu đòn đau từ đại biểu ca. Thể trạng của hắn khá khỏe mạnh, nhưng so với Dương Minh Thành, thật sự rất yếu. Vài cái vỗ vai của Dương Minh Thành khiến xương bả vai của hắn suýt nữa thì gãy nát. "À, xin lỗi, xin lỗi, vui quá nên không kiểm soát được lực." Dương Minh Thành phản ứng lại, vội vàng dừng tay, "Không sao chứ? Để ta xem cho, không sao, không sao." Đại ca vẫn nên báo tin mừng về nhà trước đi. Lục Văn Nguyên liên tục xua tay. Đúng đúng đúng. Báo tin mừng về nhà trước. Vũ Trưng, mau phái người về nhà báo tin. Sự chú ý của Dương Minh Thành đã chuyển hướng, Lục Văn Nguyên thở vào nhẹ nhõm. Trong khi Vũ Trưng gửi tin vui ra khỏi kinh đô, tấu chương của Dương Chính Sơn cũng được đặt trên bàn của Thừa Bình Đế. Trong phòng nghỉ ấm áp của Thái Cực Điện trong Hoàng Thành, một làn khói nhẹ bay lên từ Lư Hương, mùi trầm hương thoang thoảng khắp căn phòng. Thừa bình đế dựa vào giường mềm, đắp một chiếc chăn lông, từ tốn xem từng bản tấu. Cương mặt của người lại già đi vài phần, nhưng tinh thần của người trông vẫn khá tốt, vẫn chăm chỉ, ngày ngày lên triều xử lý chính sự. Xem hết vài bản tấu, người cuối cùng cũng nhìn thấy tấu chương của Dương Chính Sơn. Nhìn nội dung trong tấu chương, trong lòng thừa bình đế không có quá nhiều suy nghĩ, vì người cũng biết đại khái những việc dương chính sơn đã làm trong thời gian này tuy nhiên khi thấy dương chính sơn muốn xây dựng một trường muối sắc mặt của người có chút dao động trường muối xem ra giả tâm của vị dương tướng quân này không nhỏ thừa bình đế mỉm cười nói công công trần bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt của người thấy người thực sự đang cười mới nói giả tâm của dương tướng quân cũng là để tận trung với bệ hạ Ông công Trần trước đây đã từng nói rất nhiều lời hay về Dương Chính Sơn, ông nói những lời hay đó chỉ là thuận theo ý của Thừa Bình đế, ông căn bản không quan tâm mình đang nói tốt cho ai. Còn bây giờ, ông cũng đang thuận theo ý của Thừa Bình đế. Có giả tâm không nhất thiết là một điều xấu. Trên đời này ai mà không có giả tâm, nếu không có giả tâm thì triều đình chắc chắn sẽ trống rỗng. Mà giả tâm Thừa Bình đế nói rõ ràng không phải là ý đồ xấu xa. Ừm dương tướng quân là người có suy nghĩ thừa bình đế đánh giá rất khách quan người suy nghĩ một chút rồi viết chữ chuẩn lên tấu chương chỉ là một trường muối mà thôi người tự nhiên sẽ không để ý đối với ninh quốc công đây là một rắc rối nhưng đối với thừa bình đế đây chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể bên trong thư phòng của đằng long vệ dương chính sơn nhìn lá thư vừa được gửi từ kinh đô tới trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ Tốt lắm, khoa cử là gì? Khoa cử chính là phương pháp đơn giản nhất để thăng tiến địa vị xã hội. Sĩ, nông, công, thương, thêm cả vũ. Thương hộ luôn ở tầng lớp thấp nhất, cho dù họ có nhiều tiền đến đâu cũng không thể đứng trên triều đình. Có lẽ họ có thể cấu kết với quan lại, lũng đoạn thị trường, giàu có một phương, nhưng trước mặt người khác, họ vẫn phải cúi đầu. Nông hộ và thợ hộ, họ là những người vất vả nhất, cũng là tầng lớp cơ bản nhất người ta thường nói quân giả chu giả thứ nhân giả thủy giả thủy tắc tải chu thủy tắc phúc chu nhưng có mấy sĩ đại phu thực sự quan tâm đến dân thường hoàng đế văn võ bá quan triều đình có ai để ý đến sống chết của vài chục vài trăm dân thường còn về vũ sức mạnh cá nhân có thể mang lại nhiều thứ như tài phú thân phận địa vị quan chức nhưng võ giả là phải liều mạng dù là giang hồ hay quan trường Mỗi võ giả đều phải dùng thực lực của mình để tranh đấu. So với đó, người đọc sách lại nhẹ nhàng hơn nhiều. 10 năm đèn sách, nghe có vẻ vất vả, nhưng thực sự có khổ bằng người nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không. Có khổ bằng người thợ ngày nào cũng mồ hôi ướt đẫm, không được nghỉ ngơi không? Có khổ bằng chiến trường đầy máu me, xác chết không? 10 năm đèn sách, một khi đổ đạt, chính là vinh hoa phú quý dương chính sơn sẽ không đánh giá chế độ xã hội của đại vinh cũng không có khả năng thay đổi những tàn dư của xã hội phong kiến hắn chỉ cảm thấy vui mừng thay cho lục văn nguyên vui mừng cho lục gia và cũng vui mừng cho dương gia từ đây lục gia chính là gia đình quan lại còn dương gia cũng có thêm một mối thông gia quan lại mặc dù hiện tại dương gia có vẻ không cần đến thông gia nhưng một gia tộc trỗi dậy và lớn mạnh ngoài sự trưởng thành của con cháu trong nhà còn cần dựa vào các mối quan hệ dương chính sơn luôn kỳ vọng vào lục văn nguyên nếu không hắn đã không chủ động để dương minh thành đưa lục văn nguyên lên kinh hiện tại lục văn nguyên đã đỗ đạt cũng không uổng phí những tâm tư trước đây của hắn tin vui này phải nhanh chóng gửi về lục gia mới được dương chính sơn vui mừng lập tức sắp xếp người đi báo tin cho lục gia sau khi tin tức được gửi đi dương chính sơn suy nghĩ một lúc lại đến gặp lâm triển hiện tại lục văn nguyên đã đỗ đạt trở thành tiến sĩ gần như là chắc chắn tiếp theo dương gia sẽ trông chờ vào lâm triển so với lục văn nguyên quan hệ giữa lâm triển và dương gia thân thiết hơn một chút một ngày làm thầy cả đời làm cha đây không phải chỉ là lời nói suông hơn nữa lâm triển do dương gia nuôi lớn ngoài khắc họ nói lâm triển là người dương gia cũng không có gì quá đáng học hành của lâm triển thế nào năm nay có đỗ tú tài không dương chính sơn đứng trong viện hỏi lưu triết lưu triết vuốt râu ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn Lâm Triển đang cắm cúi đọc sách trong thư phòng, cười đầy vẻ hài lòng, tiểu tử này rất thông minh, hơn xa ta hồi trẻ. Năm sau ta định cho nó thi hương thử, thi hương. Vậy tức là năm nay đổ tú tài không thành vấn đề rồi. Hai mắt dương chính sơn sáng lên. Đương nhiên, cũng xem xem nó là học trò của ai. Lưu Triết nói với vẻ tự hào. Dương Chính Sơn nể mặt, gật đầu đồng ý, nói, lưu huynh bắt học đa tài có thể làm học trò của lưu huynh là phúc khí của hắn đúng rồi có chuyện này ta muốn bàn với ngươi lưu triết chuyển giọng nói chuyện gì thời gian luyện tập buổi sáng có thể rút ngắn lại được không buổi sáng mới là thời gian đọc sách tốt sao có thể lãng phí vào việc tập võ lưu triết bất mãn nói dương chính sơn hơi nhíu mày đừng có mơ năm nay hắn thi tú tài năm sau thi cử nhân lưu triết cũng nhíu mày con đường tu luyện, không tiếng ác lùi, bây giờ ngươi bảo hắn rút ngắn thời gian tập võ, chẳng phải để mấy năm nỗ lực trước đây của hắn đổ sông đổ biển sao. Dương Chính Sơn kiên quyết nói, học võ quan trọng hay đọc sách quan trọng, tương lai của Lâm Triển là có tài năng đổ trạng nguyên. Lưu Triết tranh luận, hừ, tương lai của hắn còn có tư chất tiên thiên nữa, không được, đọc sách quan trọng. Ta nói rồi, đọc sách không được ảnh hưởng đến việc học võ, ta là thầy của hắn, ta còn là sư phụ của hắn, nói qua nói lại, hai người cãi nhau. Dương Chính Sơn cảm thấy như trước sói vào nhà, trước đây hắn còn nghĩ Lưu Triết làm thầy của Lâm Triển rất tốt, nhưng bây giờ hắn cảm thấy Lưu Triết muốn dụ dỗ đồ đệ của hắn. Hừ, ta mặc kệ ngươi thế nào, dù sao Lâm Triển cũng không được chậm trễ việc tu luyện, nếu hắn chậm trễ, ta sẽ trục xuất hắn khỏi sư môn. Dương Chính Sơn buông một lời cay nghiệt, tay áo bỏ đi. Sắc mặt Lưu Triết xanh xanh trắng trắng, cuối cùng bất lực than thở, lão giặc không biết xấu hổ, Dương Chính Sơn căn bản không phải đang đe dọa Lâm Triển, mà là đang đe dọa Lưu Triết. Nếu Lưu Triết ép Lâm Triển từ bỏ võ đạo, thì chính là hại Lâm Triển. Bị trục xuất khỏi sư môn không phải chuyện nhỏ, đặc biệt đối với người đọc sách tôn sư trọng đạo, nếu Lâm Triển thực sự bị trục xuất khỏi sư môn, thì chính là có khiếm khuyết về đạo đức, tương lai đừng nói là trạng nguyên ngay cả thi hương thi hội cũng không được còn ở bên kia sau khi dương chính sơn rời khỏi viện trên mặt lại lộ ra nụ cười chiến thắng tiểu tử đấu với ta là sư phụ của lâm triển hắn tự nhiên sẽ không để lâm triển vì đọc sách mà từ bỏ tu luyện nhưng lưu triết cũng là muốn tốt cho lâm triển đọc sách và học võ mỗi việc đều đáng để dành cả đời theo đuổi hiện tại lâm triển muốn cân bằng cả hai thì phải trả giá nhiều hơn người khác lâm triển rất thông minh cũng rất chăm chỉ chính vì hắn chăm chỉ dương chính sơn mới kiên quyết yêu cầu hắn không được từ bỏ võ đạo nếu lâm triển chỉ một mực muốn đọc sách dương chính sơn cũng sẽ không ép buộc nhưng lâm triển có ý muốn cân bằng cả hai thì hắn sẽ ủng hộ hắn đã sớm nhận ra lưu triết có ý định này nên đã sớm chuẩn bị tinh thần không nhượng bộ ngươi chỉ là thầy của hắn ta mới là người nuôi hắn lớn hừ hừ thời gian bước vào tháng tư vụ gieo cấy thuận lợi bước vào giai đoạn cuối cùng với việc gieo cấy kế kết thúc kế hoạch xây dựng lớn lại bắt đầu các thiên hộ các đồn bảo lại bắt đầu chuẩn bị xây dựng nhà cửa đồng thời luyện binh cũng được đưa lên lịch trình đại nhân đây là binh lính đợt đầu tiên tiếp nhận huấn luyện trong thư phòng tống đại sơn đưa một danh sách đến trước mặt dương chính sơn dương chính sơn tùy ý liếc nhìn danh sách rồi hỏi Mọi người có ý kiến gì về việc huấn luyện sắp tới không? Không có. Dù là quan lại hay binh lính đều rất sẵn sàng tiếp nhận huấn luyện. Tống Đại Sơn nói thật. "Ừ, doanh trại ngoài thành thế nào rồi?" Dương Chính Sơn tiếp tục hỏi. "Đã xây dựng gần xong, dự kiến 5-6 ngày nữa là hoàn thành." Tống Đại Sơn nói. "Còn binh giáp?" Tống Đại Sơn gãi đầu, "Cái này phải hỏi Chu đại nhân, việc của hắn, hắn sẽ tận tâm tận lực làm." việc không phải của hắn, hắn rất ít khi quan tâm. Dương Chính Sơn hiểu tính cách của Tống Đại Sơn, cũng không trách hắn, mà gọi Chu Nhân đến. Đại Nhân, hiện tại chúng ta đã rèn được 1.000 cây trường thương, 1.000 thanh đao, 300 bộ giáp bông, 100 bộ giáp da, ờ, giáp sắt chỉ có 10 bộ, nói đến cuối, giọng của Chu Nhân hạ thấp đi nhiều. Mặc dù Dương Chính Sơn đã điều rất nhiều thợ rèn từ An Nguyên Thành đến, nhưng Đằng Long Vệ hiện tại vẫn thiếu thợ rèn phải biết rằng, An Nguyên thành chỉ quản lý một đội quân thủ bị, ba thiên hộ sở, còn đằng Long vệ hiện tại có tới 12.000 người, tương đương với 12 thiên hộ sở. Đừng nói là chỉ điều một phần thợ thủ công của quan xưởng An Nguyên thành đến, cho dù điều hết đến, cũng không đáp ứng được nhu cầu của đằng Long vệ. Chỉ có 10 bộ giáp sắt. Dương Chính Sơn nhíu mày, nửa tháng trước không phải đã bắt đầu rèn giáp sắt rồi sao? Đại nhân, thời gian quá gấp, chúng ta chỉ có thể rèn đao thương trước Chu nhân rất bất lực nói. Không có áo giáp, vẫn có thể huấn luyện, nhưng không có binh khí, thì huấn luyện cái gì chứ? Chẳng lẽ thực sự chỉ để cho các tướng sĩ rèn luyện thể lực, Dương Chính Sơn nhíu mày, hắn cũng hiểu được khó khăn của chu nhân, nhưng như vậy sẽ làm chậm trễ việc huấn luyện. Bộ binh, khinh Kỵ, Trọng Kỵ, cả ba thứ Dương Chính Sơn đều muốn. Dương Chính Sơn muốn trong một năm trang bị cho ba nghìn tướng sĩ, như vậy ít nhất cũng phải có 500 bộ giáp sắt theo tốc độ hiện tại, chắc chắn không hoàn thành được mục tiêu này. Thợ thủ công là nhân tài kỹ thuật, bây giờ đào tạo chắc chắn không kịp, chỉ có thể điều từ nơi khác đến. Thôi, ngươi cứ để các thợ rèn rèn đau thương trước đi, vâng, thấy Dương Chính Sơn không có ý trách phạt mình, chu nhân thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, Dương Chính Sơn lại nói với Tống Đại Sơn, đã chuẩn bị xong xuôi rồi, thì chọn thời gian bắt đầu huấn luyện đi, rõ. Tống Đại Sơn nhận lại danh sách đáp. Đợi bọn họ rời đi, Dương Chính Sơn suy nghĩ một lúc, lại viết một công văn gửi đến Đô Đốc Phủ Trung Quân. Lần này hắn xin người, không chỉ là thợ thủ công, mà bây giờ hắn cần bất kỳ người nào. Quân hộ, thợ thủ công, văn lại, đằng long vệ đều thiếu, chỉ có quan viên là không thiếu. Vài ngày sau, Dương Chính Sơn nhận được tấu chương phê duyệt của Thừa Bình Đế, đằng long vệ có thể xây dựng diêm trường diêm trường chính là con đường tài chính của đằng long vệ dương chính sơn tự nhiên sẽ không chậm trễ ngay khi nhận được tấu chương hắn đã đưa giang hạ lại đến bờ biển mặc dù diêm trường là của đằng long vệ nhưng dương chính sơn dự định để giang hạ phụ trách không phải vì hắn muốn giang hạ làm quan trong nha môn mà là vì hiện tại trong nha môn căn bản không thể điều người được thực ra bây giờ giang hạ cũng có thể làm quan hắn không những biết chữ còn là võ giả hơn nữa những năm qua hắn luôn quản lý sản nghiệp của dương gia năng lực đã được rèn luyện tuy nhiên dương chính sơn vẫn muốn hắn ở nhà giúp đỡ dương minh thành dương gia hiện tại không cần thiết mọi người đều làm quan có dương minh chí và dương minh hạo hai người là đủ rồi hơn nữa tính cách của giang hạ cũng không phù hợp làm quan mặc dù hắn không ngốc như dương minh thành nhưng cũng là người thật thà không tranh không đoạt thích ổn định người như vậy thực sự không thích hợp với quan trường nếu để hắn vào quan trường ngược lại có thể hại hắn hai người đến bờ biển chọn một khu đất trống bên cạnh bến tàu đã định trước diêm trường sẽ xây ở đây mấy ngày tới ngươi đến liêu an phủ mời vài tá hộ tới sau đó đến vệ sở thuê một nhóm người xây dựng diêm trường trước dương chính sơn đứng bên bờ biển nói làm muối cũng là một kỹ thuật dương chính sơn chỉ biết đại khái chứ không biết chi tiết nhưng đại vinh có rất nhiều diêm trường thiếu gì tá hộ biết làm muối đến mời vài người vẫn rất dễ dàng Còn về nhân lực Đằng Long Vệ hiện tại cũng không thiếu mặc dù bây giờ các thiên hộ sở đang xây dựng nhà cửa nhưng việc xây dựng nhà cửa rất nhanh sẽ hoàn thành Dương Chính Sơn còn dự định xây đường, xây tường thành xây vệ thành nhưng lúc đó sẽ không cần điều tất cả trang đinh của Đằng Long Vệ đến công trường làm việc Hắn Thiên về việc thành lập một đội ngũ xây dựng chuyên nghiệp khoảng 1.000 người là đủ số còn lại chắc chắn sẽ làm việc khác xây dựng diêm trường hoặc vào diêm trường làm muối, cũng được coi là tăng thêm việc làm cho đằng long vệ. Cha, ta biết rồi. Giang hạ không cảm thấy việc này khó khăn, vì lần trước đến bờ biển, hắn đã luôn chuẩn bị cho việc xây dựng diêm trường, nên thời gian qua hắn luôn nghiên cứu về việc làm muối. Sau khi xác định vị trí của diêm trường, Dương Chính Sơn giao việc cho Giang Hạ, còn hắn thì dùng tinh lực vào việc huấn luyện binh lính. Thời gian từng ngày trôi qua, đằng long vệ ngày càng náo nhiệt, Mọi người đều bận rộn, dường như cả đàn Long vệ đều bước vào trạng thái sôi nổi. Cùng với sự bận rộn, đàn Long vệ cũng thay đổi ngày càng rõ rệt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.